Hello, xin chào tất cả các bạn, các anh chị em, chú bác. Hôm nay ngày 2 tháng 12 2023, bây giờ thứ bảy ha, là coi như là clip 31. Cái này là phần 2 ha. Phần 2, phần 1 là mình giới thiệu về những cái sản phẩm về nước đó, dụng cụ nhà bếp, nhà vệ sinh ha. Rồi phần 2 là những cái hàng nội địa ha, toàn bộ đã qua sử dụng. Mình giới thiệu lên là các bạn coi cái nào vừa mình xài thì mình chốt ha. Cái những cái mặt hàng này là coi như là mình không có bảo hành và không có bao phí ship nha. Đó, các bạn nghe cho rõ ha. Những cái hàng nội địa là mình không bảo hành và không bao phí ship ha. Rồi mình cũng xin vào thẳng vấn đề luôn. Trước hết là mình giới thiệu về một combo dây, còn có một combo một thôi, số 4 ha, 4m7, 4m8 ha, 150.000 đó, hai sợi 12A, 4m7 và 4m8, 150.000. Rồi tiếp theo là mình giới thiệu qua những cái thùng, cái thùng số 1, thùng Makita. Đó là thùng Makita ha. Chiều dài của nó là 27 cm, chiều rộng là 22, độ sâu của nó là 8 ha. Rồi nội thất bên trong đó còn rất là đẹp luôn đó. Rồi hôm nay mình là giảm giá xuống còn 130.000 ha, thùng số 1. Tiếp theo thùng số 2 cũng giống thùng số 1 thôi, màu nó khác thôi ha, cũng là Makita, chiều dài 27, chiều rộng 22 và chiều độ sâu của nó là 8 ha. Đó. Rồi. 130.000 ha. Nếu mà ai lấy hai cái thì 250 đó. Ai lấy hai cái thùng số 1, thùng số 2 là mình bớt cho 10.000 ha, 250. Rồi tiếp theo là cái thùng số 3 đó. Mỗi cái là mình giảm 20 rồi ha, là coi như là trước là 250, bây giờ 230. Chiều dài 34 cm, chiều rộng 29 và độ sâu của nó là 0.8 ha. Đó, thùng còn rất là mới luôn. Đó, khá là đầy đủ nha. Đó, rất là mới luôn. Rồi 230.000 thùng số 3, 230.000 ha. Đây là thùng số 4 ha. Đó, đồng giá luôn, 230.000. Sáng nữa, ông ơi, sáng nữa. Thùng số 4, chiều dài 37, chiều rộng là 21 và độ sâu của nó là 9 ha. Đó, 230.000 ha. Thùng này thùng Tobot nè, thùng này rất là dày luôn nha. Nó rất là đẹp luôn. Ghe chứ quỳ hậu kìa. Đó, rất là mới luôn nha. Rồi, thùng số 4, đồng giá 230.000. Rồi cuối cùng là một cái thùng số 6 ha. Thùng số 6 là 300.000, thùng Makita. Chiều dài 42, chiều rộng là 29 và độ sâu của nó là 11 ha, thùng Makita. Thùng này rất là nặng nha. Thùng này dày lắm. Rất là nặng. Rồi, nội thất bên trong ha. Ok ha. Cái này là mấy cái sơn, cái dính nha. Đó,
mình chà sạch sẽ rồi nha. Đó, mình chà sạch sẽ hết rồi, không hơi lớn. Rồi, thùng số 6 300.000. Đó, thùng số 6 300.000. Rồi, tiếp theo là mình là giới thiệu về những cái dụng cụ cầm tay, à, những cái máy ha, những cái máy. Rồi, trước hết là cái con máy số 1. Máy này thuộc về của Metachi ha. Của nó là hai mươi mốt a 2.1a, là 100W nha. Con này 100W, điện 100W, 2.400 vòng trên một phút. Ha. Cái này là có khóa đồ đầy đủ nha. Đó, khóa đồ đầy đủ. Khóa đồ đầy đủ ha. Rồi test máy. Máy chạy rất là êm ha. Con số 1 300.000, máy khoang mini, khoang đứng nha. Cái này mình lại lấy làm mài khuôn gì cũng được ha. Cái đầu nó là đầu măng răng đó, mình gắn cái nào đầu này là cỡ chừng 6 ly rưỡi trở xuống nha, 6 ly rưỡi trở xuống. Rồi tiếp theo là một con mài khuôn, con này là của châu Âu nè. Đó, con này của châu Âu ha, Nhật xuất châu Âu nè. Điện 100W là 175W ha. 1.8A, 1.8A. Đó, con này rất là mạnh nha. Rất là mạnh luôn. Rồi con số 2 350.000. Tiếp theo con số 3 là một con mài khuôn Hitachi. Cái này là 6 ly ha. 240W, điện 100W. 20.000 vòng trên phút. Này không. 23.000 vòng trên phút ha. 240W. Rồi test máy. Nghiêm chỉnh ha, không có lửa đốm gì hết ha. Rồi con số 3 400.000, mài khuôn Hitachi. Rồi con số 4 cũng là mài khuôn Hitachi ha. Con này là điện 100V, cũng là 240W, 50-60A. Cái này cũng là 23.000 vòng trên phút ha. Đó, con này thì nó sơn màu đen. Đó,
coi rất là đẹp. Rồi test máy. Máy chạy em du luôn. Rồi con số 4 đồng giá với con số 3, 400 ngàn. Con số 5 là một cây khoan gốc Makita, điện 100V, 300W. Con này là nó có điều tốc ha, từ 0 tới 1400 vòng trên 1 phút ha. Con này điều tốc đảo chiều, có đảo chiều luôn nha. Đảo chiều là mình dẫn cái nút này ha. Đó. Rồi test máy. Những cái khoan là mình có đầy đủ khóa cho các bạn hết nha. Đó, điều tốc ha. Rồi đảo chiều. Đảo chiều nè. Rồi con số 5, 400 ngàn. Khoan gốc Makita, rất là đẹp. Tiếp theo là cây số 6. Cây số 6 một cây khoan có búa ha. Đó, có dấu hiệu búa ha. Con này là còn rất là, cái màu sắc nó vậy thôi nhưng mà nó rất là còn, cái cổ bóp đồ nó còn vàng khè luôn nha. Đó, nếu mà mình là đục tường thì mình dẫn qua đây ha, còn mình khoan bình thường là mình dẫn xuống cái đầu nó xuống đó. Cái này là nó là coi như là khoan tường là rất là ok luôn, bởi vì mình hồi trước mình chưa có bán làm nghề này là mình đã xài qua đó, rất là ok đó. Con này là coi như là nồi đồng cối đá nhưng mà xài rất là bền, không biết chừng nào mới hư cái này. Đây là Hitachi, đầu của nó là 10 ly ha. À, điện 100V, 335W, 1600 vòng trên 1 phút. Đó. Rồi test máy. Rất là mạnh nha. Rồi con số 6, 300 ngàn. Đó, các bạn có thấy cái cổ bóp không? Vàng khè luôn đúng không? Đó, mình không phải nói láo đâu. Đó, vàng khè luôn. Con số 6, 300 ngàn. Bây giờ mình mua một cái máy Trung Quốc bèo bèo cũng mấy trăm ngàn. Đâu có bằng cái này đâu. Rồi tiếp theo là một con khoan vít Hitachi. Khoan bắt vít. Nếu mà mình bắt vít thì mình dẫn cái này ra. Ha. Dặn da đó, dặn da, dặn da là cái đầu này là không xoay, khi mà mình ấn vô con ốc đó nó mới xoay ha, nó hay cái chỗ đó nha. Đó, không là nó không xoay. Còn nếu mà mình khoan là mình dặn vô ha. Đó, khoan là mình dặn vô là bóp là nó xoay. Đó, điều tốc nằm ở cò. Đó, đảo chiều nó nằm ở sau đây. À, con số 7 đầu 10 ly. À, Hitachi, điện 100V, 360W.
cái ổ cắm nó lỏng nha. Cái chân này cái đầu nó lỏng mà. Rồi đảo chiều ha. Rất là mạnh ha. Con này xài trong gia đình là ok ha. Cái số 7 350.000. Tiếp theo là cây số 8 ha. Cây số 8 nó cũng là khoan vít, nhưng mà con này là của Makita ha. Điện 100V. Con này là 3.8A ha. 360W luôn. 2600 vòng trên 1 phút. Con này cũng vậy. Nếu mà mình bấm vít thì mình dẫn cái đầu này ra nè. Đó, dẫn cái đầu này ra là bấm vít ha. Bầu của nó 10 ly luôn. Đó. Coi như điều tốt nằm ở cò. Đây là cái đảo chiều ha. Đó, có khóa đồ đầy đủ ha. Đó, khóa nè. Khóa đồ đầy đủ ha. Rồi test máy. Rồi đảo chiều ha. Đó, ok luôn. Rồi con số 8 đồng giá 350.000. Số 7, số 8 khoan vít 350.000. Tiếp theo là con số 9 là con máy phay ha. Đó, máy phay cái này cũng là thuộc cái dạng châu Âu nè. Đó, tem bằng nhôm luôn. À, điện 100V 50-60 hẹp 450W ha. Con này thì khỏi chê rồi. Đó, con này là có cái cự đây nữa. Cái này không biết cái cự nó để làm cái gì. Đó, nó kéo lên kéo xuống được ha. Đó, kéo lên kéo xuống được. Đó. Còn cái này mình muốn lấy ra mình dặn hai mấy con ốc này ha. Cái này là nó tăng giảm nè. Tăng giảm là ở đây. Con ốc ở trong này ha. Đó. Nó tăng giảm là cái độ sâu. Đó, chiều cao. Đó. Nó hở nè. Đó, tăng giảm cái đế này. Đó. Con này rất là hay nha. Con này xài rất là bền luôn. Con này là lúc trước mình bán cũng nhiều rồi đó. Lúc này bây giờ mới có lại thôi. Đó, điện 100V, 450W. Rồi mình test máy ha. Đầu của nó là 10 ly. Máy chạy rất là êm ha. Rồi, con máy phay số 9 400.000. Tiếp theo là con số 10. Số 10 là con máy massage Raymat. Con này nó có hai cái công tắc ha. Bên này là công tắc ha. Bật lên bật xuống ha.
Còn bên này là nhanh chậm. Đó. Nhanh chậm, chậm ở dưới bật lên là nhanh ha. Con này là điện 100W là năm chục watt ha, con này là 50W, 50W. Rồi test máy. Đó, số chậm nè, số chậm ha, số nhanh nè. Đó, con này là đấm lưng nè, rất là ok ha. Công tắc tắc. Rồi con số 10, con máy massage Raymax 350.000 ha. Tiếp theo là số 11. Số 11 550.000. Con này con máy massage cái kiểu tròn ha. Đó. Con này nó tới 100W nha. Con này thì đấm lưng thì thôi khỏi chê luôn. Cái này thanh niên nè. Ở chừng 50 tuổi, 4 mấy tuổi thôi. Nếu mà già là đấm chịu không nổi ha. Cái này nó mạnh lắm. Con này là nó chỉ có một chế độ bật lên là nó chạy thôi. Đó. Con này đấm lưng thì tôi khỏi chê luôn. Nó cỡ như 50 tuổi, năm mấy tuổi rồi tôi đấm lưng rất là đã. Đó. Con này mình bán có một một anh mở tiệm massage nè. À, mở tiệm chữa xương khớp. Lấy của mình chắc cũng có cả chục con thứ này ha. Đó, lúc đó mình bán tới 600, 650 đó. Nay thì nó rẻ thì mình bán rẻ ha, 550.000. Massage tròn nha, các bạn nói là massage tròn. Rồi, tiếp theo là cái con cưa lọn Hitachi. À, con này thì điện 100V, 380W, 3.000 dòng trên phút ha, 65mm. Con này thì nó có đá lưỡi ha, 3 cấp đá lưỡi. Con này 3 cấp đá lưỡi ha, có điều chỉnh tốc độ ở cò. Đó. Nó kèm theo một cái lục giác cho mình nha, cái lưỡi mình bỏ đây, dán ở đây ha, nó không để nó gãy. Rồi con số 12 400.000. Tiếp theo là con số 13 là con thổi bụi Makita điện 100V 520W ha. 520W 50-60 Hz. Ở con này thì nó có cái chế độ là auto on ha. Ở nó nằm ở giữa là coi như là không có gì ha, bật lên là thổi bụi. Đó. Còn cái nút này là nhanh chậm nha. Đó, thổi nhanh thổi chậm ha. Còn bật về đằng sau là cái ô tô von, cái ổ cắm đằng sau ha. Khi mà mình xài á, xài cái ổ cắm á, máy cắt máy mài gì đó là cái máy mài máy cắt nó chạy là nó tự hút ha, nó tự hút tự thổi luôn đó, mình khỏi cần bật cái này nữa, mình chỉ cần bật một lần ô tô von về đằng sau thôi.
Đó, con này lực hút nó rất là mạnh nha. Thường thường ở bên người ta nước ngoài người ta xài để cắt gạch, đó, để nó hút mấy cái bụi ra. Rồi test máy. Thử cái autobone ha, thử cái autobone cho các bạn coi. Đó, cái máy cắt này chạy là nó tự động hút thổi luôn nha. Đó, đó là auto one ha, coi như là cái này là coi như khi mà cái máy cắt mình ngừng nó hút cỡ chừng 30 giây đó, nó mới ngừng đó, nó hay cái chỗ đó ha, là để cho nó hút hết mấy cái bụi đó nó mới ngừng, chứ nó không có ngừng theo cái máy cắt ngừng trước nó ngừng sau. Rồi, con số 13 600.000 vừa hút vừa thổi ha. Tiếp theo con số 14 là một con máy cắt. À, con này là của Makita ha. À, con này còn rất là mới luôn. Makita điện 100V. Đó, là 400 vòng trên 4.000 vòng trên phút ha, 7A. Tức là 4.800 vòng trên phút ha. Lưỡi của nó là 160, 155 tới 160 là 650W ha. 650W. Đó. Lưỡi zin luôn. Đó, con này nó nghiêng 45 độ luôn. Đó. Có chế độ nghiêng ha. Rồi test máy. Rồi, con số 14 300.000, quá rẻ luôn. Một con máy cắt gỗ của Nhật, quá rẻ luôn ha các bạn. Tiếp theo con số 15 cũng là con máy cắt gỗ. Con này là đế nhôm ha. Hồi nãy con kia là đế sắt, đế nhôm của Hitachi đó. Con này thì mình bữa mình mới xài đây, cắt rất là đẹp luôn, giống như bào luôn, cắt xong. Con này Hitachi điện 160, điện 100V, 50-60 hẹp, 670W ha, 670W. Con này chạy rất là đẹp luôn. Con này thì nó có thắng luôn nha, có thắng luôn. Đó, nghiêm chỉnh ha. Rồi, con số 15 350.000. Con này tại vì nó là đế nhôm có thắng, nó mắc hơn 50 nha. Con Makita nó là đế sắt không có thắng là 300.000. Con này 350.000. Rồi, con số 16 là một con máy mài hai đá mini. À, con này cũng đẹp á. Đó. Con này là điện 100V, 90W.
3.450 chồng trên phút ha. Đá của nó là, để coi coi, đá của nó là 70 80 70 ha. Đó, 3.450 dòng trên phút ha. Con này là cũng mình cũng thử qua rồi, xài cũng ok. Rồi tắt máy. Máy chạy rất là êm luôn. Rồi con số 16, 450.000. Đó, mình quay lên clip sau là mình bán vậy nha, y chang vậy ha. Đó, bên này có nắp bảo vệ, bên này không có ha. Đá hai cục đá riêng nó luôn. Số 16 ha, 450.000. Con máy mài hai đá mini. Tiếp theo con số 17. Con số 17 là cái con Toshiba. Toshiba ha. Đó, con này đá của nó là 150. Điện 100V, 150W ha. 150W. Con này còn khá cứng nha. Cái cự của nó là không có, mình chế lại ha. Đó, mình chế hai cái cự vô ha. Máy chạy rất là êm luôn. Hai cục đá zin nè. Đó, máy chạy êm ru luôn nha. Máy chạy êm ru luôn, không nghe tiếng luôn. Trưởng nó rất là lâu nha. Rồi con số 17, 800.000. Rồi cuối cùng. À, cuối cùng là cái con khoan bàn mini. Đó, con khoan bàn mini ha. Makita. Con này rất là đẹp nha các bạn. Đó, hồi bữa mình mới xài xong nè. Cái này đế gang ha, không phải đế nhôm nha. Đó, Makita chính hiệu. Đó, có cái ký hiệu Makita ha. Còn cái máy của nó là đầu 13 ly, điện 100V, 700W. Rồi mình test máy luôn. Con này mình mới xài xong hôm kia ha. Đây. Con này con số 18 ha, cũng là con cuối cùng của ngày hôm nay. Số 18 là 1.000.000, coi như là ai chuyển khoản thì mình bao ship ha. Từ ngoài miền Trung trở ra là mình chỉ hỗ trợ 50.000 thôi nha, mình không có bao trọn gói ha. Còn từ miền Trung chỗ vào là mình bao ship. Đó, chỉ có riêng một con này thôi nha các bạn, còn mấy con kia mình không bao ship nha. Chỉ có con này mình hỗ trợ, với lại bao ship nếu mà ở từ miền Đông Nam Bộ trở về.
là mình bao ship ha. Rồi con số 18, 1,8 triệu, à 1 triệu ha. Đó, ai chuyển khoản hết thì mình bao ship từ miền Đông Nam Bộ trở vào đó, còn từ ngoài miền Đông Nam Bộ trở ra mình chỉ có hỗ trợ 50.000 đó, mình nói rõ vậy luôn ha. Rồi xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Clip phần 2 của ngày thứ bảy ngày 2 tháng 12 2023 tới đây là hết. Chúc tất cả các bạn là một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Chúc tất cả là coi như là sức khỏe dồi dào đó, có sức khỏe là có tất cả nha các bạn. Rồi xin chào và tạm biệt, hẹn tất cả các bạn là kỳ sau ha, thứ bảy tuần tới.